À, xin kính chào anh em, hôm nay ngày 14 tháng 4 anh em ơi. Thì hôm nay anh Dốt, mình tính gì anh Dốt? Tức hả? Đến là lộn, mình nói cho mọi người biết mà, chứ em thì không lẽ không nhớ tên anh. Giới thiệu tên đó. Rồi, anh tính đập thùng cái con dít tê 140 anh em ơi, cu tay ha, chính hãng ha. Rồi, tính khô tin tức. Mình ta đổ nước xanh. Mua cái này về bơm nước chứ. Bỏ là ngủ mất. Đâu mất. Ông mua đi, ông về ông ấy đi, con ngủ không giữ cho. Thiệt. Mai nhỏ nhỏ bỏ rồi ngủ mất hoài. Đâu có. Đâu mất, mua mấy chuỗi. Tại chú làm sao đâu chứ bây giờ á. Chú nói bây giờ nó anh em ơi, giờ muốn ăn gì tôi cúng cho nó đâu có lấy. Tại chú không cúng không ấy cho nó mà sao nó không lấy cho chú được. Dạ. Chú đợi con tí xíu con đàn ấy cho chú. Nhầm gì? Châm vô cái đó anh thử gì cái thùng nhất.